Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin thân ái, kính chào Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, ở trong thế giới này có nhiều những điều làm cho con người ta sợ hãi. Người ta sợ bệnh tật, sợ nghèo đói, sợ bất hạnh, sợ dịch lệ, sợ thất nghiệp, sợ không có tiền. Nói chung là có nhiều thứ cho người ta sợ. Và những cái điều mà người ta sợ ấy, nó làm cho tinh thần của con người đi xuống, mệt mỏi, áp lực, và tạo nên cú sốc bị stress, không ích lợi gì cho con người. Nhưng có một điều, khi người ta sợ càng nhiều thì cái điều mà người ta sợ ấy nó sẽ làm cho người ta được phước, bình an, trở nên cao trọng. Đó là sự kính sợ Chúa. Một người kính sợ Đức Chúa Trời có số phận, có kết cục khác biệt đối với một người không kính sợ Chúa. Vì vậy, đề tài mà tôi chia sẻ với Hội Thánh hôm nay nói về những thành công của một người kính sợ Chúa. Đầu tiên, một người kính sợ Chúa thì sẽ lìa bỏ được sự ác. Ở trong Châm ngôn đoạn 16 câu số 6 nói rằng: và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Cuộc sống là một chuỗi dài của những cuộc chiến. Cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến giữa đúng sai, cuộc chiến giữa lương tâm, lòng tự trọng và những điều ngược lại. Cuộc chiến chống lại tội lỗi, chống lại sự cám dỗ. Và có rất nhiều điều làm cho con người ta phải đối diện với sự cám dỗ. Có rất nhiều điều làm cho người ta phải đối diện với tội lỗi. Những điều có liên quan đến tình ái, những điều có liên quan đến tiền bạc, những điều có liên quan đến danh vọng, và nhiều những điều khác nữa liên quan. Con người ta bị cám dỗ bởi tình dục, con người ta bị cám dỗ bởi tiền bạc, và con người ta bị cám dỗ bởi những danh vọng. Chỉ vì tình cảm mà người ta trở nên vong ơn bội nghĩa. Người ta ngoại tình, người ta sống thác loạn, loạn luân, và người ta ăn ở những người nam với người nam, người ta đồng tính luyến ái. Chỉ vì tiền bạc mà người ta trở nên những kẻ phản bội, những người thủ đoạn, người tham mô, những người ăn hối lộ, những người buôn lậu, và những hình thức tương tự đem đến tội lỗi cho con người. Chỉ vì danh vọng mà người ta có thể đạp trên lương tâm, người ta có thể đạp người khác xuống để người ta leo lên nấc thang của danh vọng. Và tất cả những cái điều tương tự như vậy đều là tội ác. Rất nhiều người có một ý thức tìm cách để chống lại tội ác, nhưng mà đôi lúc lực bất tòng tâm. Những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ có một động lực mạnh, rất mạnh so với những người không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Những người không có sự kính sợ Đức Chúa Trời thì người ta có thể làm tất cả mọi chuyện, miễn sao luật pháp không nhìn thấy thì người ta có thể hành động. Người ta có thể phạm tội ở trong tư tưởng, trong suy nghĩ, với những hành động thấp kém. Người ta có thể có những kế hoạch ở trong lòng, và người ta có thể có những cái hành động mà không ai biết.
Nhưng đối với người kính sợ Đức Chúa Trời thì có những lối suy nghĩ khác. Dù luật pháp không thấy, dù không có ai nhìn thấy, những người ấy ý thức được rằng Đức Chúa Trời biết hết mọi chuyện. Vì một người kính sợ Đức Chúa Trời biết rõ rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri và Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Vì vậy cho nên người kính sợ Đức Chúa Trời có một cái sự chiến thắng, đó là chiến thắng được sự ác chỉ bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời thôi. Sự kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng khiến cho người ta không muốn phạm tội, người ta thắng hơn được tất cả mọi luật. Đó là cái thành công đầu tiên của một người kính sợ Đức Chúa Trời. Sự ác sẽ không cai trị ở trên người kính sợ Đức Chúa Trời được. Không phải bởi vì người ấy thiêng liêng, không phải vì người ấy quá thánh thiện, không phải người ấy không có cái khả năng để mà tội lỗi tác động vào, nhưng mà bởi vì người ấy có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và cái sự kính sợ Đức Chúa Trời ấy giúp cho người ta lìa bỏ được những cái tội ác ở trong cuộc sống. Có một câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 có nói về một chàng trai trẻ, đó là Joseph. Joseph là một người con trai áp út ở trong một dòng họ có 12 người. Và về sau này thì 12 người đó trở nên tổ phụ của 12 chi phái Israel. Joseph bị các anh của mình ganh tị cho nên đã đem ông để mà giết. Nhưng mà rồi sau đó thì ông được bán cho những người ở Madian, những người buôn. Và những người này mang Joseph về xứ Ai Cập. Ở tại đó thì ông được bán vào làm đô lệ cho nhà quan, một người quan kia tên là Potiphar. Ở tại đó ông được ơn của Đức Chúa Trời, và mọi việc ông làm cho chủ đều được ơn hết. Vì vậy cho nên Potiphar là quan giao cho ông cơ nghiệp, giao cho ông quản lý cả cái gia tài. Và một ngày kia thì người đàn bà xấu tính là vợ Potiphar đã đưa mắt để mà cám dỗ ông. Nhưng mà chàng trai Joseph này đã khước từ lại. Tại sao mà ông khước từ? Là một chàng trai 17 tuổi, ông đầy sức mạnh, ông cũng đầy dục vọng ở trong lòng, và ở trong một cái bối cảnh không có ai hết, chỉ có người đàn bà xấu nét đó với ông mà thôi. Nhưng mà ông vẫn khước từ. Chúng ta biết rằng đã gọi là một người đàn bà xấu nét thì chẳng có gì họ không làm được. Họ có đủ mọi cách để có thể cám dỗ và đánh gục một chàng trai trẻ như là Joseph. Nhưng Joseph đã chiến thắng được. Joseph đã không sa vào cái trước cám dỗ. Joseph đã không có phản bội chủ của mình. Joseph không phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì sao? Ông nói lên một cách rõ ràng rằng ông không thể nào làm chuyện gian ác này ở trước mặt Đức Chúa Trời được. Đó là bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời. Joseph không nói rằng tôi không muốn phản bội chủ tôi, tôi không muốn phản bội Potiphar, tôi không thể nào phạm tội trước chủ tôi được. Nhưng Joseph nói rằng tôi không thể nào phạm tội làm điều gian ác như vậy trước mặt Đức Chúa Trời được. Đó là sự kính sợ Chúa. Và bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời và người ta không làm điều ác. Ngày hôm nay những người kính sợ Đức Chúa Trời luôn luôn là những người lìa bỏ được sự ác, là bởi vì sự kính sợ Đức Chúa Trời ở bên trong. Và khi mà sự kính sợ Chúa đến sẽ giúp họ có động lực để có thể vượt qua được tất cả những sự cám dỗ. Họ có một cái động lực để vượt qua được tất cả những cái sự lôi kéo, những cái sự tấn công từ tiền bạc, từ tình dục, từ danh vọng. Có một câu chuyện nói về điều này. Ngày đó có một người chị em ở trên chợ phường 16. Người chị em này bán hàng rong, bán trái cây.
Và cứ mỗi một cân trái cây ấy, thì cả cái chợ đó người ta bán chỉ còn có 6-7 lạng thôi. Người trẻ em chúng ta cũng bán theo cách đó. Và có một ngày kia thì tôi biết được chuyện đó. Tôi nói là chị không làm như vậy, chị phải kính sợ Chúa. Bán một cân thì phải đủ một cân. Chị bảo là thầy ơi, cả cái chợ này người ta bán một cân chỉ có 7 lạng thôi. Vì vậy cho nên một cân người ta bán có 50 ngàn, chỉ có 7 lạng. Em cũng bán như vậy. Nếu bây giờ em bán một cân, đủ một cân, thì em phải bán tới 70-80 ngàn. Thì như vậy là em bán mắc hơn tất cả mọi người trong cái chợ này. Như vậy thì em không thể bán được. Tôi tư vấn cho chị ấy và nói rằng chị cứ đặt Chúa lên hàng đầu, chị cứ lấy sự kính sợ Chúa, chị cứ bán đủ một cân và chị bán đúng theo cái số tiền đó. Có thể là chị phải bán cao hơn, chị cứ làm đi. Chị cứ nhân danh Chúa, chị cứ cầu nguyện với Chúa và lấy sự kính sợ Chúa để chị làm. Chúa sẽ binh vực chị. Và chị ấy làm theo. Đây là chị kể lại cho tôi nghe. Mày có khùng không? Cả cái chợ này bán trái cây này có 50 ngàn một ký. Mày cũng là loại trái cây đó, mày bán tới 70, ai mua? Người chị em bảo, chị ơi, em có Chúa, em không dám làm sai. Vì vậy cho nên em bán một cân là đủ một cân, cho nên nó nhiều tiền hơn. Chị cứ thử đi. Và rồi khi người ta được cảm động, người ta cũng mua. Và người ta về nhà, người ta cân thử, đúng là cái cân của người này nó đủ một cân. Còn người kia, những người khác thì một cân chỉ có 6-7 lạng. Và cái tin lành đồn ra, cái tin tức tốt lành đồn ra. Và người ta cứ dặn dò con cái gia đình người ta là nếu có đi chợ mua trái cây thì đến cái xe đó, cái người đó mà mua cho chị ấy, bởi vì rất là thật thà. Và sau một thời gian thì cái cửa hàng bán trái cây của chị ấy rất là đông khách. Và người ta kháo nhau, người ta đến đó. Cho nên với sự kính sợ Chúa thì người ta sẽ không làm những điều gian dối. Bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời, người ta không làm những điều tội lỗi. Điều thứ hai mà tôi muốn tâm tình với Hội Thánh, đó là cái sự kính sợ Chúa nó sẽ trở nên cội nguồn của sự khôn ngoan. Ở đời người ta có nhiều người rất là tài giỏi, rất là khôn ngoan. Vâng, và đó là cái sự khôn ngoan tự nhiên theo trí tuệ của họ. Có rất nhiều người như vậy. Nhưng mà cũng có rất nhiều người khôn ngoan, để rồi cuối cùng họ phải chịu hậu quả. Họ phải chịu những cái thất bại, những sự đau đớn bởi chính cái sự khôn ngoan của họ. Tôi được biết là ở trong tù ngày hôm nay có rất nhiều những người học thức, có rất nhiều những người đã từng là bộ trưởng, đã từng là thứ trưởng, đã từng là giám đốc của những công ty lớn, nhưng ngày hôm nay phải ở trong tù. Họ rất khôn ngoan, họ rất nhiều tiền, họ đầy bằng tiến sĩ, họ cũng đầy rẫy quyền lực, nhưng mà sự khôn ngoan đó đến từ đất. Sự khôn ngoan đó không làm cho người ta đến với hạnh phúc. Sự khôn ngoan đó không đem cho người ta đến với thành công thật trong cuộc sống. Sự khôn ngoan đó không làm cho người ta bình an. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những sự khôn ngoan đó không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 111 câu số 10 nói là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Một người không được khôn ngoan theo đời này, nhưng bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời khiến cho người ta trở nên khôn ngoan. Một câu chuyện minh họa, và đây là một cái câu chuyện mà tôi vẫn thường nhắc đến mỗi khi nói về sự khôn ngoan. Có hai cha con đi trên đường về nhà quê, và trời nắng họ đi bộ. Câu chuyện này đã từ lâu rồi, mấy chục năm về trước. Và trời thì nắng như vậy, hai cha con khát nước. Đang đi thì nhìn thấy một cái rừng mía. Và các bạn biết rồi, khi mà khát nước mà gặp mía thì có những cái nhu cầu nó trỗi dậy.
Người cha nói với người con như thế này: con đứng ở ngoài canh chừng, ba vào bẻ mía. Nếu như có ai đến thì con tằng hắng lớn lên để báo cho ba biết. Người con đồng ý. Và người cha nhảy vào trong vườn mía. Người cha thò tay vào cái mía và định bẻ, thì đứa con ở ngoài nó tằng hắng lên. Người cha hoảng và người cha nhảy ra. Người cha nhìn tới nhìn lui, không thấy có ai cả. Người cha hỏi: không có ai hết, tại sao con lại tằng hắng? Đứa con nó nói rằng, đứa con nó chỉ lên trời và nói rằng: có Chúa. Ở trong câu chuyện này, đứa con chắc chắn là không khôn ngoan bằng người cha. Người cha thì bao giờ cũng lớn rồi, khôn ngoan hơn. Nhưng ở trong câu chuyện này thì người cha không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên người cha trở nên một tên ăn trộm. Đây chỉ là cây mía, nhưng nếu như số tiền lớn, nếu như nó đụng vào tình ái, nếu như đụng vào quyền lực, một chuyện nhỏ mà cũng không biết kính sợ Đức Chúa Trời, dám làm những chuyện như vậy. Nếu như đây không phải là một cây mía mà là một cây vàng hay là những chuyện khác thì sao? Người cha phạm tội. Và khi người cha phạm tội thì người cha sẽ bị luật pháp trừng trị. Còn đứa con, nếu mà nói sự khôn ngoan tự nhiên của đời này, thì chắc chắn là đứa con không thể khôn ngoan bằng người cha. Nhưng mà chỉ đơn giản thôi, vì nó kính sợ Chúa, cho nên trong trường hợp này đứa con đã trở nên khôn ngoan hơn người cha. Kính thưa Hội Thánh, ở trong Kinh Thánh có một nhân vật có thể nói là một vị vua nổi tiếng là khôn ngoan giàu có, đó là Salomon. Salomon là một vị vua khôn ngoan giàu có, mà Chúa nói rằng từ trước muôn đời cũng chưa có ai như ông, và kể cả sau này cũng không ai khôn ngoan giàu có giống như Salomon. Ban đầu ông có sự khôn ngoan là bởi vì sao? Là bởi vì ông kính sợ Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa hỏi rằng: ngươi muốn ta làm gì cho? Ngươi muốn xin điều gì? Thì Salomon nói rằng: làm sao để tôi có thể lãnh đạo được cái dân sự đông đảo của Ngài? Làm sao tôi có thể lãnh đạo được dân Israel là dân lớn lao của Ngài? Điều này có nghĩa là ông bày tỏ lên ông cần Đức Chúa Trời, ông kính sợ Đức Chúa Trời, ông muốn điều hành dân sự, ông muốn lãnh đạo dân sự theo lòng của Đức Chúa Trời, theo sự kính sợ Chúa. Vì vậy ông nói rằng: tôi không thể nào có thể điều hành được dân sự, tôi không thể nào có thể lãnh đạo được cái dân sự đông đảo này nếu như tôi không có sự khôn ngoan. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự khôn ngoan, và bên cạnh sự khôn ngoan đó thì Chúa ban cho ông sự giàu có. Và quả thật Salomon trở nên một vị vua quá là khôn ngoan, bởi vì ông kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó là giai đoạn đầu của cuộc đời Salomon. Nhưng mà đến giai đoạn sau, Salomon đã không còn có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ông không còn để sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt nữa. Ông lấy rất nhiều những người vợ là những người ngoại bang. Không những như vậy, ông còn nghe theo vợ của mình để thờ những thần tử ngoại bang, và ông trở nên người chống nghịch Đức Chúa Trời. Ông đánh mất đi sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và từ cái chỗ ông đánh mất đi sự kính sợ Đức Chúa Trời thì sự khôn ngoan không còn trên ông nữa, mà ông trở nên một người ngu dại. Chính vì ông ngu dại cho nên ông mới có những cái hành động một cách tội lỗi như vậy. Kính thưa Hội Thánh, một người kính sợ Đức Chúa Trời là một người thật sự không muốn làm điều ấy. Một người kính sợ Đức Chúa Trời là một người tin cậy nơi lời của Đức Chúa Trời. Và khi người ấy tin cậy lời của Đức Chúa Trời thì người ấy trở nên người rất là khôn ngoan. Ở trong thế gian này, người ta phải tốn rất nhiều những công trình nghiên cứu, người ta phải tốn rất nhiều giấy mực, đưa ra nhiều những học thuyết, những giả thuyết để người ta tìm ra cái nguồn gốc của con người. Nhưng một người kính sợ Đức Chúa Trời, tin nhận Kinh Thánh thì chả cần phải nghiên cứu gì cả,
Bởi vì người ấy tin cậy Đức Chúa Trời. Người ấy biết được rằng Đức Chúa Trời chỉ cho biết rằng con người, xuất phát điểm của con người đến từ Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác, Đức Chúa Trời chính là đấng tạo nên con người. Hay nói một cách khác nữa, con người xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ở bên ngoài, người ta có thể nói là tốn rất nhiều giấy mực, nhiều học thuyết, nhiều giả thuyết để nghiên cứu về vũ trụ, vạn vật. Và người ta tìm ra được cái nguyên nhân, cái nguồn gốc của vạn vật và vũ trụ. Nhưng một người kính sợ Đức Chúa Trời, một người yêu mến Đức Chúa Trời thì yêu mến lời của Chúa. Và người ấy biết được rằng lời của Chúa cho biết rằng vạn vật vũ trụ là do Đức Chúa Trời tạo nên. Cái sự kính sợ Chúa ấy khiến cho người ta khôn ngoan, khôn ngoan hơn tất cả những người mà không kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là thành công thứ hai của một người kính sợ Chúa. Điều thứ ba, đó là sự kính sợ Chúa là cội nguồn của sự sống, sự giàu có và sự tôn trọng. Ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu số 4, phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Một câu chuyện của một người kính sợ Chúa ở trong Kinh Thánh, đó là Gióp. Gióp là một người giàu có ở trong xứ Út-sơ. Ông đứng đầu xứ sở này. Ông có rất nhiều tài sản, ông có rất nhiều những cái vật nuôi, có 7.000 chiên con, 5.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và có rất nhiều tôi tớ. Ông là một người giàu có nhưng mà ông cũng là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Một ngày kia thì Satan đến và gặp Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng Gióp là một người công bình, Gióp là một người kính sợ Chúa, ở giấc này không có ai mà có thể sánh được với Gióp. Satan kiện và Satan nói là vì Đức Chúa Trời ban phước cho Gióp, cho nên Gióp kính sợ Chúa là điều tất nhiên. Và bây giờ nếu như lấy hết của cải của Gióp thì Gióp sẽ không còn kính sợ Chúa nữa, và Gióp sẽ sỉ nhục Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép Satan làm điều đó để thử Gióp. Và trong một ngày tai họa xảy đến với Gióp. Nào là kẻ thù đến để cướp chiên, kẻ thù đến để cướp bò, kẻ thù đến để cướp lạc đà, và kẻ thù đến để giết sạch con cái của ông. Rồi sau đó thì rẽ lỡ, rẽ chốc đến đầy trên người của ông. Tai họa, ông mất hết tất cả những cái tài sản, rồi ngay cái thân thể của ông cũng không còn gì nữa. Ông lấy mảnh sành để gãi trên người, rẽ chốc đầy trên người của ông. Tai họa ập đến như vậy, nhưng ông vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, ông vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời. Đến nỗi người vợ của ông phải nói là đến giờ này mà ông còn tin kính được sao? Đến giờ này mà ông còn kính sợ Đức Chúa Trời được sao? Ông hãy rủa xả Đức Chúa Trời và chết đi cho rồi. Nhưng mà Gióp vẫn kiên định trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và ở trong câu chuyện này, thật là một bài học lớn cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Được phước, được bình an, được đứng điều tốt lành, chúng ta kính sợ Chúa, đó là chuyện thường, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng ở trong hoạn nạn, ở trong bão tố, ở trong những cái giây phút cực kỳ đau khổ trong cuộc đời của một con người, nhưng mà vẫn giữ được sự kính sợ Chúa, đó mới là điều thật sự tốt lành. Và cái kết quả của sự kính sợ Chúa đối với Gióp là gì? Nếu chúng ta biết câu chuyện này thì chúng ta đã biết rồi. Sau đó thì tất cả những gì ông đã mất, Đức Chúa Trời ban lại cho ông gấp đôi. Và ông còn có sự tôn trọng gấp đôi. Không phải chỉ ông chỉ được tôn trọng trong thời bấy giờ, nhưng mà trong Kinh Thánh ngày hôm nay, cho đến mọi thế hệ, khi đọc đến, người ta đều phải đưa câu chuyện của Gióp để làm một cái câu chuyện để minh họa rằng Gióp là một con người tin kính, Gióp là một con người kính sợ Đức Chúa Trời, ngay trong những lúc đau khổ nhất, ngay trong những lúc tuyệt vọng nhất, ngay trong những lúc khốn cùng nhất, thì ông vẫn không chối bỏ Đức Chúa Trời, ông vẫn không sỉ nhục, ông vẫn không lầm bầm, ông vẫn không oán thán, nhưng mà ông vẫn kính sợ Chúa. Vâng, và bởi sự kính sợ Chúa, bởi sự khiêm nhường, ông đã có được sự tôn trọng, ông đã có được mạng sống, không phải cho ông mà cho cả con cái của ông nữa, và ông có sự giàu có gấp đôi.
Kính thưa Hội Thánh, điều gì nó cũng có giá của nó, nhất là sự kính sợ Chúa. Như lúc đầu tôi có nói, những cái điều mà làm cho người ta sợ hãi, nó làm cho người ta nhụt chí, nhưng sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ khiến cho con người ta trở nên cao trọng. Sự kính sợ Chúa sẽ làm cho người ta trở nên thiêng liêng. Sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng, và Đức Chúa Trời sẽ ban thiên sứ của Ngài ở chung quanh với những người kính sợ Đức Chúa Trời và bảo vệ những người kính sợ Chúa. Ngày hôm nay thế giới đang diễn ra đủ những dịch lệ, đủ những tai ương, đủ những bão tố, đủ những cái sự ác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tội ác của con người có thể nói là đã đến thấu tai Đức Chúa Trời. Người ta không còn kính sợ Đức Chúa Trời. Vì cớ người ta không kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên người ta có rất nhiều những thủ đoạn, người ta có rất nhiều những âm mưu, người ta có rất nhiều những cái cách sống để chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Và người ta không kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên người ta đã loạn luân, người ta gieo rắc những tội ác. Người ta đồng tính luyến ái, người nam thì ăn ở với người nam, người nữ thì ăn ở với người nữ. Và không những như vậy, người ta cho phép những người đồng tính được lấy nhau làm vợ, làm chồng. Người ta cho phép những người nam lấy người nam. Đó là một điều mà người ta đang sỉ nhục Đức Chúa Trời. Bởi vì con người là do Thiên Chúa tạo nên. Thiên Chúa tạo nên con người, con nam, con nữ. Và Thiên Chúa nói rằng người nam phải kết hợp với người nữ để sinh sản. Nhưng ở đây con người quá là tội lỗi, người ta cho phép người nam ăn ở với người nam, người nữ ăn ở với người nữ. Đó là một sự chống nghịch rất lớn đối với Đức Chúa Trời. Và người ta làm rất nhiều những điều mà có thể chọc giận Đức Chúa Trời. Vì cớ đó mà tội lỗi ngày hôm nay của con người đã lan tràn khắp mọi nơi, nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia không có Đức Chúa Trời, nhất là những quốc gia không kính sợ Đức Chúa Trời, nhất là những quốc gia không biết Đức Chúa Trời, lìa bỏ Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên tôi kêu gọi tất cả những con cái Chúa là những người kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta hãy dáng về tấm lòng về sự kính sợ Chúa. Chúng ta hãy nêu cao cái tinh thần của những người kính sợ Đức Chúa Trời, và với tâm tình của những người kính sợ Chúa, chúng ta hiệp lại với nhau, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hãy đổ thần của Ngài xuống thế giới này, để rồi cơn mưa cuối mùa của Chúa sớm đổ xuống trên thế giới này. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cơn mưa cuối mùa nói về Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ khiến cho thế gian này tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Chúng ta cầu xin Chúa hãy đổ thần của Ngài đến để làm một cơn thức tỉnh thuộc linh, để những con người trong thế giới này họ phải nhận biết ra được những tội lỗi họ đang gây ra, và những tội lỗi đó họ đang chọc giận Đức Chúa Trời. Dù họ có khôn ngoan bao nhiêu nhưng mà họ không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì cái sự khôn ngoan đó cũng không đem đến cái sự hòa bình cho thế giới. Cái sự khôn ngoan đó cũng không đem đến được sự bình an cho nhân loại. Sự khôn ngoan đó cũng không đem đến hạnh phúc cho con người. Cho dù họ có nhiều tài năng, họ có nhiều khôn ngoan, họ có nhiều bằng cấp, nhưng mà không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì cái sự khôn ngoan đó không làm cho người ta trở nên cao trọng, không phục vụ thế giới này, không đem thế giới này đến với sự tin kính, không đem thế giới này đến với hòa bình, không đem thế giới này đến với tình yêu, đến với sự nhân từ, đến với lòng thương xót, để con người ta yêu con người giống như Thiên Chúa đã phán dạy. Vì vậy cho nên hỡi những Cơ Đốc nhân là những con người kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm sao để bày tỏ cho thế giới này để biết được cái nếp sống của chúng ta, để Chúa đẹp lòng, để cho tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa được bày tỏ qua đời sống của mỗi chúng ta, để Chúa được vinh hiển qua đời sống của những người kính sợ Chúa, để những dấu kỳ phép lạ của Chúa được bày tỏ qua đời sống của chúng ta, trên đất nước Việt Nam của chúng ta, trên Hội Thánh ở tại Việt Nam của chúng ta, để rồi qua Hội Thánh của Chúa đem đến sự thức tỉnh thuộc linh cho nhiều những con người chưa nhận biết Đức Chúa Trời, chưa tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa. Xin Chúa ban phước trên Hội Thánh.
Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.